Người ta có câu không có lửa làm sao có khói. Không có ai để quên cái bánh ở đây thì làm sao mình xí lụm được. Không nhìn hấp dẫn kiểu này thì làm sao mình đưa cái muỗng vô được. Mà đang ăn tự nhiên nhỏ em xuất hiện. Không để cái bánh ở đây thì làm sao nó vô cái bụng này được. Nhưng mà khoan đã. Không ăn hết bánh đó thì làm sao ủn xe đi kiếm được cái chỗ bán bánh xịn sò này. Vừa ăn bánh vừa ngồi uống trà luôn quá là hợp lý. Khoan cái là chỗ bánh The 350F này lúc nào cũng cho thử trước khi mua. Mà liếc con mắt sang phải phát hiện ra cái quầy bánh mới này hấp dẫn hơn nè. Bởi hấp dẫn quá nên mình lấy xương xương mỗi vị một cái. Tại vì nghe cái tên bánh tạt trái cây ngàn lớp là thấy đúng gu rồi. Chứ bình thường ăn bánh kem ở đây cũng ghiền quá rồi. Mà công nhận cái bánh làm đẹp mắt xịn sò ghê ha. Mà tới lúc cắn với một cái mới bất ngờ nè, nó giòn rụm luôn á. Ở giữa là lớp kem bắp thơm mới là thơm. Mới mở đầu thôi là đã thấy ưng cái bụng rồi á. Mà ưng nhất là cái vỏ bánh tạt ngàn lớp này. Vỏ mỏng cắn tới đâu là giòn rơm rớp tới đó. Cộng thêm lớp kem vị trái cây ăn cuốn dễ sợ. Mà nó nhỏ là trà yến mạch ở đây ngon lắm nha. Bánh ngon mà nước cũng ngon bởi có chạy từ Tân Phú lên quận 2 cũng ưng cái bụng. Chứ bình thường mấy bánh The 350F chỉ bán mang về thôi. Mà nay còn có được chỗ ngồi vừa ăn vừa uống xịn sò. Ê, mà cái bánh bơ sáp dừa non này đỉnh quá. Bên trong là lớp kem bơ sáp kết hợp với dừa ăn vừa thơm vừa béo. Quan trọng hơn bánh ở đây là không có quá ngọt, mà toàn từ trái cây chất lượng không á nha. Giống như cái vị berry này vừa có dâu tây phúc bồng tử rồi cherry nghe xịn sò ha. Với whipping cream nữa cắn vô một cái nó béo ngập miệng. Đây nè, sự lựa chọn cho chùm cuối không bao giờ là sai. Bánh tạt chuối caramel này xuất sắc quá luôn á. Vừa giòn vừa thơm vừa béo mà còn có sự ngọt nhẹ của chuối. Giờ ngồi suy nghĩ có nên mua về thêm mấy cái nữa không ta. Mà không gian ở đây rộng rãi sang trọng rất nhiều góc sống ảo luôn á.